chức vị thí luyện của gia tộc tiến vào môn phái tu chân lại bị vứt bỏ đến môn phái kém cỏi nhất trở thành nhân viên chăn nuôi linh sủng hỗn động chi thể làm sao vậy dựa vào cái gì liền không thể tu luyện tại thế giới này ta muốn trở thành người mạnh nhất tinh thạch không đủ tôi kiếm được pháp bảo không đủ tôi cướp linh sủng không đủ tôi khai phong vân đột biến thần ma cùng nổi lên nguyên lai like hết thảy đều là an bài tốt, nhằm vào ca một hồi âm mưu quỷ kế. Dơ cao phá sát trư đao trong tay, Diệp Phong ngửa mặt lên trời thét dài, mạng ta do ta không do người. Tiểu thuyết máu chốt Diệt thế tiên tôn không đạn cửa sổ, diệt thế tiên tôn TXT toàn tập đao loạt, diệt thế tiên tôn chương mới nhất đọc. Chương 1 Ánh trăng bảo hạp Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc Chương 2 Đất bằng nổi sống Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc Chương 3 Lực áp một đầu Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc Chương 4 Phong vân sân thí luyện Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc Chương 5 Chặn ngang một cước bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 6 Linh căng kiểm tra đo lường. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 7 Người đi đút heo đi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 8 Con người của ta xưa nay không mang thù. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 9 Mệnh ta do ta không do trời. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 10 Người trâu chó càng trâu. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc.